Xin chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 9 h 10 của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Như thường lệ, những tin tức nổi bật trong nước sẽ mở đầu cho bản tin sáng nay. Trong chiều hôm qua, theo giờ địa phương, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã hội đàm với Chủ tịch Nghị viện châu Âu, gọi tắt là EP David Sassoli. Để thúc đẩy quan hệ kinh tế thương mại một cách toàn diện, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ mong muốn EP có tiếng nói đề nghị viện các nước chưa phê chuẩn EVIPA sớm phê chuẩn hiệp định quan trọng này nhằm thúc đẩy hợp tác đầu tư, đáp ứng nhu cầu và lợi ích của doanh nghiệp, đồng thời tiếp tục tạo điều kiện để thực thi hiệp định EVFTA một cách hiệu quả nhất. Đặc biệt, do dịch ngày càng phức tạp, đòi hỏi tăng cường hợp tác liên khu vực, và toàn cầu để tiếp tục bảo vệ các thành quả phát triển kinh tế xã hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng bày tỏ mong muốn EP tích cực hỗ trợ nguồn cung vaccine từ châu Âu qua cơ chế COVAX chia sẻ vaccine dôi dư, hỗ trợ cung cấp vật tư trang thiết bị y tế thiết yếu, thuốc điều trị COVID-19, hợp tác sản xuất vaccine. Việt Nam sẵn sàng chuẩn bị mọi mặt để có thể trở thành trung tâm sản xuất vaccine ở khu vực. Chủ tịch Nghị viện châu Âu ghi nhận các đề xuất của phía Việt Nam và khẳng định EVFTA là mô hình hợp tác mẫu mực và cho biết EP đã thông qua Hiệp định Bảo hộ Đầu tư EVIPA và đang thúc đẩy nghị viện các quốc gia thành viên còn lại phê chuẩn. Nghị viện châu Âu chia sẻ những khó khăn của Việt Nam hiện nay và sẽ nỗ lực vận động vaccine cùng các trang thiết bị y tế để phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 của Việt Nam trong thời gian sớm nhất. 8 tháng đầu năm, thu ngân sách nhà nước tăng so với cùng kỳ năm ngoái, song xu hướng giảm dần qua các tháng gần đây. Báo cáo mới công bố từ Bộ Tài chính cho biết, thu ngân sách nhà nước đạt 78.600 tỷ đồng, lũy kế ngân sách nhà nước 8 tháng đầu năm ước đạt hơn 1.004 triệu tỷ đồng, tương đương bằng 74,8% dự toán, tăng 14,3% so với cùng kỳ năm 2020. Dù tăng, song thu ngân sách nhà nước, trong đó đặc biệt là thu nội địa, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đã chứng kiến đà suy giảm trong những tháng gần đây. Để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2021, Bộ Tài chính cho biết đã chỉ đạo cơ quan thuế, hải quan tăng cường công tác quản lý thu ngân sách nhà nước, chống thất thu, gian lận thương mại, trốn thuế trong những tháng cuối năm. Trong chiều ngược lại, theo Bộ Tài chính, tổng chi ngân sách nhà nước tháng 8 ước đạt 115.500 tỷ đồng. Đáng chú ý, đến hết tháng 8, ngân sách nhà nước đã chi 18.800 tỷ đồng cho phòng chống dịch, 17.200 tỷ đồng và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 1.600 tỷ đồng. Ngày hôm qua, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hội khuyến học Việt Nam, đại diện các đài truyền hình, kênh truyền hình trung ương, bàn giải pháp đẩy mạnh dạy học trực tuyến trên truyền hình và các phương thức giáo dục khác trong tình hình dịch bệnh hiện nay. Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo làm việc trực tiếp với các đài truyền hình, kênh truyền hình của Trung ương để ra soát lại độ bao phủ, khả năng dành thời lượng phát sóng các bài giảng truyền hình, các đài địa phương có phương án tiếp sóng để có diện bao phủ tốt nhất đến nhiều học sinh nhất, kể cả những em có điều kiện học trực tuyến. Bộ Giáo dục và Đào tạo cần tiếp tục chú trọng giảm tải khi thiết kế các chương trình học trực tuyến, học trên truyền hình, nhất là ở bậc tiểu học, theo hướng học mà chơi, chơi mà học. Có hướng dẫn chi tiết việc tổ chức giờ giảng trực tuyến tránh hình thức hời hợt hoặc quá căng thẳng, lồng ghép tăng cường phổ biến các kiến thức, kỹ năng cho các phụ huynh, đặc biệt là các kiến thức cơ bản về phòng chống dịch trong môi trường giáo dục và trong xã hội. Việc áp dụng phương pháp dạy học trực tuyến hoặc trên truyền hình phải gắn với đổi mới kiểm tra, đánh giá học sinh, đặc biệt là trong thi cử, nhất là các kỳ thi phục vụ cho việc chọn trường ở các lớp đầu cấp để đảm bảo quyền lợi cho học sinh phó thủ tướng vũ đức đam đề nghị bộ giáo dục và đào tạo tiếp tục nỗ lực đảm bảo công bằng trong giáo dục không chỉ giữa các vùng miền mà cả những nơi có dịch và không có dịch nhất là đối tượng học sinh nghèo ở vùng có dịch vận động kêu gọi cộng đồng xã hội hỗ trợ trang thiết bị công cụ học tập cho học sinh nghèo trong điều kiện có dịch bệnh bộ thông tin và truyền thông các nhà mạng đảm bảo đường truyền phục vụ cho dạy học trực tuyến theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 9 đến ngày 18 tháng 9, các khu vực trong cả nước đều có mưa và rông, đề phòng khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh, sạt lở đất, lũ quét. Thời tiết các khu vực từ ngày 9 đến ngày 18 tháng 9, phía Tây Bắc Bộ ngày 9 tháng 9 có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, riêng Sơn La và Hòa Bình có mưa vừa mưa to. Từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 9 có mưa rào và rông vài nơi, từ ngày 13 đến ngày 14 tháng 9 có mưa to đến rất to. Từ ngày 15 đến ngày 18 tháng 9, đêm và sáng sớm có mưa rải rác và có nơi có rông. Ngày có mưa rào và rông ở vài nơi, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh. Phía đông bắc bộ ngày 9 tháng 9 có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to. Riêng khu vực đồng bằng có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to. Từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 9, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông ở vài nơi. Từ ngày 13 đến ngày 14 tháng 9, có mưa to đến rất to. Từ ngày 15 đến ngày 18 tháng 9, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi. Riêng khu vực vùng núi có mưa rào và rông rải rác. Xin được chuyển sang một số tin tức về tình hình dịch COVID-19. Bộ Y tế tối qua đã cho phép người tiêm mũi 1 bằng vaccine Moderna có thể tiêm mũi 2 bằng vaccine Pfizer và ngược lại trong trường hợp thiếu nguồn cung. Thông báo này được Bộ Y tế đưa ra sau khi Hội đồng Tư vấn chuyên môn về sử dụng vaccine. Theo đó, trong trường hợp bất khả kháng, khi nguồn cung vaccine COVID-19 mũi 1 đã tiêm, không đủ để tiêm mũi 2, thì có thể sử dụng vaccine khác để tiêm mũi 2 như sau. Nếu tiêm mũi 1 là vaccine AstraZeneca, thì có thể tiêm mũi 2 bằng vaccine Pfizer hoặc vaccine Moderna. Nếu tiêm mũi 1 bằng vaccine Moderna, thì có thể tiêm mũi 2 bằng vaccine Pfizer và ngược lại. Theo Bộ Y tế, trong thời gian qua, do tình hình khan hiếm vaccine nói chung, nhiều quốc gia đã nghiên cứu và sử dụng các liệu trình tiêm kết hợp hai loại vaccine cùng công nghệ khác hoặc khác công nghệ sản xuất, căn cứ vào các loại vaccine sẵn có tại từng thời điểm như tiêm vaccine công nghệ vector virus với vaccine mRNA hoặc tiêm hai loại vaccine mRNA của các nhà sản xuất khác nhau. Việc khuyến cáo tiêm trộn này xuất phát từ tình hình thực tế, nhu cầu sử dụng vaccine nhằm mục đích tăng độ bao phủ, tiêm sớm và đúng lịch để phòng chống dịch. Sẽ có đủ vaccine ngừa COVID-19 được sản xuất vào cuối năm nay để cung cấp cho toàn thể người dân trên thế giới. Đây là nhận định của Liên đoàn các nhà sản xuất Hiệp hội Dược phẩm Quốc tế. Liên đoàn các nhà sản xuất và Hiệp hội Dược phẩm Quốc tế cho rằng, mặc dù hiện vẫn tồn tại khoảng cách lớn về tỷ lệ tiêm chủng giữa các nước giàu và nghèo, Song thế giới sẽ sản xuất được 7,5 tỷ liều vaccine ngừa COVID-19 trong tháng 9 này. Số lượng vaccine được sản xuất sẽ đạt 24 tỷ liều vào giữa năm tới, một con số còn lớn hơn nhu cầu toàn cầu. Trung bình mỗi tháng lại có khoảng 1,5 tỷ liều vaccine được sản xuất. Dự kiến sản lượng vaccine ngừa COVID-19 trên toàn cầu sẽ đạt 12 tỷ liều vào cuối năm nay. Điều này đồng nghĩa là ngay cả khi các nước giàu muốn tiêm chủng cho tất cả mọi người từ 12 tuổi trở lên, vẫn còn ít nhất 1,2 tỷ liều vaccine sẵn có để phân phối lại cho các nước nghèo. Do đó, Liên đoàn các nhà sản xuất và Hiệp hội Dược phẩm Quốc tế cho rằng việc dự trữ vaccine phòng trường hợp thiếu hụt là không còn cần thiết. Bản tin xin được tiếp tục với một số tin tức đáng chú ý trong tỉnh. Ngày 8 tháng 9, tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định của Trung ương của tỉnh mới ban hành đợt 1 năm 2021. Hội nghị được kết nối trực tuyến tới điểm cầu các huyện thành phố, đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, một số đảng ủy trực thuộc. Đồng chí Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Triệu Đình Lê nhấn mạnh, học tập quán triệt chỉ thị nghị quyết của Đảng là công việc bắt buộc thường xuyên, là trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, của mọi cán bộ đảng viên của Đảng ở tất cả các cấp. Các văn bản được triển khai tại hội nghị mang tính lãnh đạo chỉ đạo sâu sắc trên các lĩnh vực công tác trong thời gian tới. Đồng chí đề nghị Từng đồng chí báo cáo viên tại hội nghị trình bày các nội dung cốt lõi, những nội dung mới của từng chỉ thị nghị quyết sau hội nghị này, các cơ quan đơn vị khẩn trương triển khai các chỉ thị nghị quyết kết luận của Trung ương và của tỉnh, thực hiện có hiệu quả ở địa phương đơn vị mình, góp phần thiết thực thực hiện thành công nghị quyết đại hội Đảng Bộ Tỉnh lần thứ 19 và nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng. Tại hội nghị, các đại biểu được truyền đạt nội dung liên quan đến chương trình số 08 của tỉnh ủy về xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp, nhất là cấp chiến lược có đủ phẩm chất năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực ở nông thôn nhằm khắc phục điểm nghẽn nút thắt về chất lượng nguồn nhân lực giai đoạn 2021-2025. Quyết định số 22 của Ban chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra giám sát và kỷ luật của Đảng, quy chế số 03 của Ban Thường vụ tỉnh ủy phối hợp thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát và kỷ luật của Đảng giữa Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy với các tổ chức Đảng và các cơ quan có liên quan. Quy định số 284 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về giám sát đảng viên là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Đề án số 02 của Tỉnh ủy Cao Bằng về nghiên cứu biên soạn và xuất bản các ấn phẩm lịch sử Đảng bộ địa phương, lịch sử truyền thống ngành giai đoạn 2021-2025. Kế hoạch số 76 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện chỉ thị số 03 của Ban Bí thư, chỉ thị số 05 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo thực hiện công tác cán bộ dân tộc Mông, Giao, Sán Chỉ, Lô Lô và các dân tộc thiểu số ít người khác trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Giai đoạn 2021-2025, Nghị quyết số 04 của Ban chấp hành Đảng Bộ Tỉnh khóa 19 về lãnh đạo thực hiện hỗ trợ xóa nhà tạm nhà rột nát trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 kết luận số 07 của Bộ Chính trị về một số nhiệm vụ trọng tâm tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 và phát triển kinh tế xã hội và một số nội dung quan trọng khác. Kết luận hội nghị, đồng chí Bế Thanh Tịnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đề nghị các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, đội ngũ báo cáo viên các cấp tiếp tục nghiên cứu triển khai văn bản đã được quán triệt tại hội nghị. Ra soát hệ thống hóa các văn bản, kiểm tra đôn đốc triển khai quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của trung ương và của tỉnh, xây dựng kế hoạch, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của trung ương, của tỉnh đến từng cán bộ đảng viên, công chức viên chức người lao động. Trên cơ sở đó, các cấp ủy đảng triển khai thực hiện nghiêm túc, bám sát chương trình hành động thực tiễn ở đơn vị của mình, sớm đưa chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Tại phiên họp thường kỳ tháng 8, Ủy ban nhân dân huyện Trùng Khánh đã đề ra những nhiệm vụ trọng tâm 4 tháng cuối năm vừa tập trung phát triển kinh tế vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19, quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021. Trong tháng 8, Ủy ban nhân dân huyện Trùng Khánh đã đẩy mạnh công tác lãnh đạo chỉ đạo, tăng cường công tác kiểm tra giám sát về thực hiện nhiệm vụ được giao. Đến nay nhiều chỉ tiêu kế hoạch năm đã đạt và vượt mức kế hoạch đề ra. Diện tích gieo trồng toàn huyện đạt trên 6.700 ha, bằng 115% so với năm trước. Thu ngân sách trên địa bàn đạt 47,65 tỷ đồng, bằng 93,71% so với dự toán tỉnh giao. Công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 được triển khai, kịp thời xử lý các trường hợp phát sinh xảy ra trên địa bàn. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, hội nghị tập trung thảo luận, đánh giá những chỉ tiêu nhiệm vụ còn đạt thấp, qua đó đưa ra các giải pháp đẩy nhanh công tác di rời gia súc ra khỏi cầm sàn nhà, nâng tỷ lệ tiêm phòng cho đàn vật nuôi, thực hiện chặt chẽ công tác quản lý đất đai, quản lý quy hoạch xây dựng, lấn chiếm hành lang an toàn giao thông. Nhiệm vụ 4 tháng cuối năm, Ủy ban nhân dân huyện đề nghị các đơn vị chuyên môn thực hiện tốt hơn nữa các phương án sẵn sàng trong công tác phòng chống dịch, lựa chọn địa điểm thành lập bệnh viện dã chiến, kiểm soát dịch bệnh nếu có dịch xảy ra trên địa bàn. Công an huyện Trùng Khánh vừa bắt giữ hai đối tượng Tăng Thị Nga và con gái là Nguyễn Ngọc Anh cùng chú tại thị trấn Trùng Khánh về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Trước đó, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Trùng Khánh nắm được thông tin đối tượng Nga có hành vi mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn. Công an huyện đã lập chuyên án 188N triển khai các biện pháp nghiệp vụ. Đến ngày 1 tháng 9 năm 2021, đã bắt quả tang hai đối tượng Tăng Thị Nga và Nguyễn Ngọc Oanh Vật chứng thu giữ 33 gói ni màu trắng bên trong chứa 311,09 gam heroin, tạm giữ hai điện thoại di động, số tiền 663 triệu đồng cùng một số vật chứng có liên quan. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Trùng Khánh đã hoàn thiện hồ sơ và chuyển toàn bộ vụ án cùng hai đối tượng đến phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh mở rộng điều tra. Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã bắt giữ thêm ba đối tượng liên quan. Bản tin 9 giờ 10 của Đài Phát thanh Truyền hình Ca Bằng hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin sau.